Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tống Vũ Thê tử bản lộ ra ánh sáng, tu la tràn sắp lâm, lý mộc xuyên qua Tống Vũ, kích hoạt thần cấp thê tử hệ thống, chỉ cần cưới vợ liền trở nên mạnh mẽ. Nhìn đến đây, kiếp trước vốn là hải vương lý một lúc này hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh liền cưới mấy chục phòng vợ, hơn nữa còn không có chỗ nào không phải là những mỹ nữ quen thuộc kia. Liên tinh, yêu nguyệt, hoàng dung, tiểu long nữ vương ngữ yên đông phương bạch triệu mẫn vũ chiếu trong lúc nhất thời lý mộc cũng thích thú khuyết điểm duy nhất chính là vì giấu diếm đối phương mỗi một đoạn thời gian đều phải đi bồi một người gần đây lại càng có chút không phân biệt được tinh thần mà cũng ở thời điểm hắn phòng ngừa hải vương lật xe thần cấp thê tử bản lại phủ xuống người thứ hai mươi liên tinh kỳ phu quân lý mộc người thứ mười chín vương ngữ yên Phu Quân Lý Mộc, người thứ 18, Tử Sam Long Vương Phật Phòng Quân Lý Mộc Khi nhìn thấy phu quân của 20 mỹ nữ trên bảng tất cả đều là Lý Mộc, thiên hạ trợn trong mắt. Tất cả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Và đó Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Một, tính phúc sinh hoạt thần cấp thê tử bản bạn đang nghe tại truyện chấm audio một cuộc sống tình dục thần cấp thê tử bản thanh lam thôn bên ngoài một căn nhà gỗ không chút thu hút lý mộc nằm ở trên ghế đu một bên ăn nho nương tử tỉ mỉ bóc xong một bên thản nhiên nhìn nương tử tuyệt mỹ đứng ở giữa sân giữa tiểu viện một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử đang cầm kiếm vũ động một kiếm vừa ra như lông xà lăn lộn chuyển động lên vô số kiếm quan xinh đẹp. Nương theo nữ tử sự kiếm cường độ càng ngày càng nặng, kiếm quan dần dần ngưng thành từng đóa kiếm hoa, toàn bộ trong tiểu viện trong nháy mắt tràn ngập vô số kiếm khí, đâm thủng không khí nổ vang. Kiếm khí vô tận bao phủ tiểu viện, trên khuôn mặt tái nhật lạnh khốc của nữ tử xuất hiện ánh sáng trong suốt nhu nhuận như ngọc, phối hợp với thân ảnh diễm lệ tuyệt thế của nữ tử, càng có một loại mỹ cảm cực hạn, phản phất như một bức tranh truyền thế sắp vẽ xong nếu nàng kiếm hàm sát ý, vô cùng kiếm quan đủ để chém nát cả tòa tiểu viện. Mà nếu nàng toàn lực ứng phó huy động thần kiếm trong tay, chính là phóng tầm mắt ra hoàng triều đại minh. Ngoại trừ thiên hạ đệ nhất đại hiệp thần kiếm Yến Nam Thiên, cùng với võ đan. Căn bản không ai có thể ngăn cản được kiếm pháp uy năng yêu nguyệt của nàng. Một bộ kiếm pháp kinh diễm thâm tuyệt múa sông, yêu nguyệt đã cả người mồ hôi đầm đìa, không khỏi nhìn về phía lý một bên cạnh sân ánh mắt lạnh lùng mờ mịt liếc tới tướng công nhà mình, vị đại cung chủ di hoa cung này hết lần này tới lần khác lại dâng lên một cổ thẹn thùng đặc biệt của nữ tử nhu nhược, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt đột nhiên hồng nhuận. Bóp bóp bóp. Tiếng bàn tay thanh thúy vừa vặn vang lên, vừa vặn giảm bớt ngượng ngùng trong lòng yêu nguyệt. Yêu nguyệt hé miệng cười, lúc trước chính là phu quân này bác xảo linh lung chi tâm làm cho nàng vui mừng, cuối cùng nàng mới buông tha cho cái kia di hoa cung 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 cung, cung chủ vị trí. Cuối cùng nàng đi theo phu quân, cam nguyện thoái ẩn giang hồ, ẩn cư trong thôn thanh cương nho nhỏ. Nàng lập tức thu thần kiếm, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đến trước người Lý Mộc. Phu quân, bộ kiếm pháp này của ta có tốt không? Lý Mộc nằm trên xích đu, không ngừng gật đầu nói. Đại thiện, đại thiện. Nương tử kiếm pháp tuyệt diễm kinh thế, kỳ huyền khó lường, ngươi này bộ minh ngọc công kiếm pháp, uy năng đã càng thắng trước đây đâu. Nghe phu quân khen như thế, yêu nguyệt trên mặt ý cười càng đậm, lập tức vô cùng tự nhiên ngồi vào trong lòng Lý Mộc. Mà Lý Mộc thì thuận theo tự nhiên ông lấy yêu nguyệt, trên dưới tay, đột nhiên nói. Nương tử, ngươi gần đây tự hồ lại nặng một chút. Bốp. Yêu Nguyệt vỗ nhẹ cánh tay sờ soạn lung tung của Lý Mộc, trên mặt không khỏi lại có chút ngượng ngùng, vừa muốn bác bỏ phu quân, ánh mắt lại thoáng nhìn quả nho trên bàn. Mười ngón tay nàng lay động, khi một quả nho lột da bỏ vào miệng Lý Mộc, lúc này mới mở miệng nói. Phu quân, không nên đùa giỡn nô gia, cùng lắm thì buổi tối nô gia lại hảo hảo hầu hạ. Lời còn chưa dứt, yêu nguyệt tự như chợt nhớ tới cái gì, thoáng chốc sắc mặt nóng lên, đỏ không giống bộ dáng. Hôm nay hái nho ngon nhất, ta bóc vài hạt cho phu quân nếm thử. Lý Mộc còn đang suy tư lời của yêu nguyệt, trong miệng đã bị nhét đầy nho. Bất quá hắn biết đây là nương tử cố ý chặn miệng hắn, nhất thời cười rộ lên. Nhìn sắc mặt hồng nhuận vạn phần, giống như tiểu cô nương thẹn thùng yêu nguyệt, Lý Mộc nhất thời trong bụng mơ hồ bốc cháy, đột nhiên liền ghé vào trên đôi môi đỏ tươi thơm ngát kia. Sau một phen thân mật, trong lòng ông mềm mại hương nhuận, vẻ mặt thẹn thùng hạnh phúc yêu nguyệt, trong lòng Lý Mộc lại mơ hồ có chút ấy nấy. Hắn chưa bao giờ nói cho nương tử nhà mình, kỳ thật hắn là xuyên qua mà đến cũng không phải là cái này tống võ thế giới nguyên dân. Từ xuyên qua ngày đó lên, Lý Mộc liền hiểu rõ đây là như thế nào một cái thế giới. Nghe đồn sau khi Vũ Hoàng thống nhất cửu châu đại lục. Cửu châu đỉnh không biết vì sao thất lạc, cửu châu đại lục khí vận chia lìa. Thiên hạ liền mây nổi phân tranh. Trong hậu thế, liên tiếp hiện ra Đại Minh, Đại Đường, Đại Hán, Đại Tần và rất nhiều Hoàng Triều. Đông đảo Hoàng Triều hưng thịnh vô cùng, trình thế chân vạc, lẫn nhau duy trì một loại cân bằng đặc thù dần dần ổn định lại xuyên qua mà đến lý mộc đúng là không hiểu sao thức tỉnh bàn tay vàng của mình thần cấp thê tử hệ thống mỗi khi mình thành công cưới một vị lão bà tu vi bản thân sẽ tăng vọt hơn nữa lão bà tu vi càng cao dung mạo càng đẹp lý mộc tu vi tăng lên càng cao đạt được phần thưởng cũng càng phong phú cưới vợ liền trở nên mạnh mẽ đây là ngón tay vàng gì vậy hệ thống đây là. Buộc mình cưới lão bà sao? Lúc đầu Lý Mộc rất là mơ hồ, bất quá sau khi phục hồi tinh thần lại. Kiếp trước đã là thâm niên hải vương hắn, rất nhanh liền ở cửu châu đại lục bên trong như cá gặp nước, thành công chiếm được vô số trong giang hồ tiếng tâm lừng lẫy nữ hiệp, nữ tiên hoang tâm. Lúc này yêu nguyệt trong lòng, chính là một vị thê tử lúc trước hắn đi ngang qua di hoa cung, nhân cơ hội nhận lấy. Mãi cho đến hôm nay ngay cả bản thân lý mộc cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã cưới bao nhiêu người vợ bất quá hắn càng biết dưới sự trợ giúp của hệ thống thê tử thần cấp tu vi của mình đã vô địch thiên hạ chỉ là bởi vì cưới nương tử quá nhiều vì vậy lý mộc mỗi tháng đều bề bộn nhiều việc muốn trằn trọc các nơi trên đại lục đi tới chỗ nương tử bất đồng hơn nữa trước mặt mỗi nương tử hắn đều lấy một cái tên hoàn toàn bất đồng phòng ngừa lộ tẩy mỗi tháng đều phải bồi một vị nương tử chơi đùa tiêu khiển. Ngay khi trong lòng Lý Mộc đang tự đắc ý. Đột ngột. Một đạo kim quang cực kỳ sáng chói, mãnh liệt từ sâu trong vầm trời thổi quét ra. Kim quang rực rỡ chói mắt, giống như một vần mặt trời mọc, trong nháy mắt chiếu rọi cả cửu châu đại lục. Còn có tử khí đông lai, từ trong hư không vô tận tràn ra, bao phủ kim quang bạn bạc, mơ hồ mông lung tiêu tan. Đây là cửu châu đại lục có lẽ có đại sự phát sinh lý mộc trong lòng cả kinh đồng thời ông chặt yêu nguyệt trong lòng lập tức ôn nhu trấn an nương tử không cần hoảng hốt thiên hàng dị tượng tử khí kim quang chỉ sợ sắp gián lâm cửu châu đại lục đồ vật cũng không phải là mầm tai họa càng giống là điềm lành húng hồ cho dù là tai họa thì thế nào lý mộc mỉm cười nhìn về phía dị tượng trên vầm trời xa xôi trong mắt tự tin vạn phần có phu quân ở đây, không ai dám tổn thương tính mạng ngươi. Yêu Nguyệt nhất thời cảm thấy mỹ mãn ông phu quân nhà mình, cười ngọt ngào. Trong khi đó, cả cửu châu đại lục đều thổi quét kim quang vô cùng, tử khí điên cuồng khởi động, chấn động bầu trời bất ổn. Vô số cửu châu sinh linh dưới một loại lực lượng vô thường không hiểu, không thể khống chế ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, thiên địa tại một lần đại biến. Phản phất như ảo ảnh một đạo kim quang sáng chói vạn vạn dặm, che lấp trên trời dưới đất. Trong dị tượng vô cùng, loáng thoáng hiện lên mấy chữ to. Thiên ý chí chí, kim bản lạc. Kiểm kê cửu châu đại lục. Thần cấp thê tử bản. Hai, tên thứ hai mươi, liên tinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hai, thứ hai mươi, liên tinh. Trên vòng trời, kim quang chiếu rọi. Hư không rung rẩy tử khí vô cùng tràn ngập mà ra, có vẻ tường hòa các thụy. Một cổ ý chí huyền diệu, trong nháy mắt phủ xuống chúng sinh, bao phủ cả cửu châu đại lục. Cửu châu đại lục trăm triệu sinh linh đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ánh mắt trung động vạn phần. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, vô luận lòng dạ nông sâu. Tất cả sinh linh cửu châu lúc này đều lâm vào trung động vô tận. Trong tiểu viện thôn Thanh Cương, Lý Mộc nhìn chầm chầm bản xếp hạng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đồng dạng nhướng mây. Thần cấp thê tử bản. Cái quỷ gì a? À? Chẳng lẽ? Lý Mộc nhìn yêu nguyệt trong lòng, đột nhiên trong lòng rung lên. Nhất thời liền xuất hiện một loại bất an mơ hồ. Hoàng triều đại minh. Trên núi võ đan. Tóc bạc phơ trương tam phong một mình đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn về phía bầu trời. Đại Minh Giang Hồ Hai Đại Võ Lâm Thánh Địa Bắc Thiếu Lâm, Nam Võ Đan Vị lão nhân hơn trăm tuổi này, lúc trước một tay sáng lập Võ Đan, lại một mình một người, áp đảo hơn phân nửa Giang Hồ Đại Minh, ở Đại Minh có được danh vọng khó có thể tưởng tượng. Chính là vị thâm cư hoàng cung kia, đều kính ngưỡng hắn, không dám lười biến chút nào. Chỉ lúc này thôi. Vị lão nhân trấn áp hơn phân nửa giáp Giang Hồ Đại Minh này, trên mặt lại có khiếp sợ vô cùng nồng đậm thiên địa vũ trụ, biến hóa vô cùng, lại có thể tự mình diễn hóa ra như thế không thể tưởng tượng bản xếp hạng. Nhưng bản thê tử này, trong ánh mắt Trương Tam Phong đột nhiên có vẻ hồi ức, trên mặt tan thương vô tận. Hắn thuở nhỏ tu luyện cửu dương thần công, vì phòng ngừa dương khí tiết ra ngoài, cả đời chưa từng cưới vợ sinh con. Tuy rằng sau khi cửu dương thần công đại thành, từ nay về sau vô địch giang hồ, càng một tay sáng lập thánh địa võ đan nhưng trong lòng vị lão nhân hơn trăm tuổi này, tự nhiên cũng có chút tiếc nuối. Thần cấp thê tử bản Ha ha, thiên địa vũ trụ chi biến hóa, quả nhiên vô cùng huyền ảo, vậy mà tự hành diễn hóa ra như thế một bộ bản xếp hạng. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai, có thể cưới được trong thiên địa nhất kinh diễm tuyệt tài nữ tử, ngồi hưởng kia tệ nhân chi phúc. Đại tần Hoàng Triều Trong Hàm Dương Cung doanh chính hai mắt tỏa sáng bốn chữ thê tử thần cấp câu động tâm tư vị đế hoàng hùng tại bá nghiệp này hắn cả đời tung hoành vô cùng kim qua thiết mã sang bằng sáu nước lập công bất thế sáng lập hoàng triều đại tần nhưng đã hùng tại bá nghiệp đã thành vị đế vương này trong lòng tự nhiên cũng bắt đầu buông lỏng hàng đêm sên ca giấy say vàng mê chỉ là hiện giờ đại tần mặc dù tốt nhưng từ hậu cung sáu nước bắt được vô số phi tử, phần lớn cũng chỉ là dung chi tục phấn, khó coi. Những nữ tử chân chính xinh đẹp tuyệt thế kia, hoặc thoát khỏi đại tần, hoặc chết trong chiến hỏa, hoặc trước khi sáu nước bị đạp diệt, đã bị người của sáu nước tự tay tàn sát, căn bản không muốn tiện nghi cho hắn. Doanh chính trong lòng bất mãn, hết lần này tới lần khác không thể tránh được, thường thường để hoạn quan thủ hạ xuất cung tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được tuyệt sắc nữ tử làm hắn vô cùng thất vọng. Mà hôm nay thiên địa dị tượng, thiên địa ý chí hóa thành bản xếp hạng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Phần này trên bản xếp hạng ghi lại nữ tử, tất nhiên là chân chân chính chính tuyệt thế kinh diễm chi nữ tử. Tất nhiên mới thật sự xứng đôi với nữ tử doanh chính của hắn. Trong lúc nhất thời, tinh quang trong mắt doanh chính lóe ra, càng ngày càng sáng. Hoàng triều đại đường. Kim bản hiện thế thương sinh vạn linh bàn hoàng sợ hãi, lâm vào chấn động hoảng sợ. Lý Thế Dân một mình dựa vào lan can, ánh mắt chậm chạp không thể bình tĩnh. Vị này một tay sáng lập ra đại đường thịnh thế, văn trị võ công đều là đế vương thượng đại đường hoàng đế, lúc này trên mặt cũng là che giấu không được khiếp sợ. Thiên địa dị tượng Đây lại là những người giang hồ, hoặc là phương sĩ đạo giả dở trò mới. Hoàng quan tùy thị vội vàng đáp lại. Bệ hạ, thiên địa dị tượng hùng vĩ như vậy che khuất bầu trời bao trùm cả cửu châu đại lục dị tượng kinh khủng như vậy há lại là những phương sĩ chỉ biết luyện đan còn có thất phu giang hồ cả ngày đánh đánh dết dết có thể làm được lý thế dân hơi trầm ngâm lập tức cũng gật gật đầu thái giám nói ngược lại không phải không có lý một đám thất phu giang hồ chỉ biết đánh đánh dết dết còn có một đám phương sĩ đạo giả thần giả quỷ làm sao có thể dở trò ra dị tượng kinh người như thế Vậy nói như vậy, lúc này trên trời cái gọi là thần cấp thê tử bản chẳng phải là thật sao? Trong lời nói, trong mắt Lý Thế Dân lại hiện lên một tia sắc thái khác thường. Hắn may mắn có trưởng tôn hoàng hậu phụ tá, cuối cùng mới miễn cưỡng được các phi tử hậu cung phụ hoàng ủng hộ, khiến cho hắn có nắm chắc phát động huyền vũ môn chi biến. Nhưng sau khi trưởng tôn hoàng hậu vì hắn sinh hạ ba trai bốn gái, liền bất hạnh băng vong ở trong lập chính điện. Hiện giờ hậu cung giai lệ ba ngàn, nhưng cũng không có nữ tử thập phần xuất chúng. Nếu thế gian thật sự có nữ tử thích hợp làm vợ như vậy, luận dung mạo thiên tư tài hoa, thậm chí đều bị thiên địa ý chí đưa vào trong bảng xếp hạng. Hắn ngược lại không ngại giống như vi quý phi lúc trước. Giết chết trượng phu, cường nạp nữ tử này làm phi. Đủ loại suy đoán hiện lên. Vô số cường giả mặt lộ vẻ khiếp sợ, nội tâm hoảng sợ. Chúng sinh trong thiên hạ nghị luận sôi nổi trên vòm trời màn sáng hiển lộ một góc cũng đã bắt đầu từ từ biến hóa người thứ hai mươi vương triều đại minh di hoa cung liên tinh ba toàn bộ hâm mộ phu quân la lớn tường bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương ba hâm mộ phu quân la đại tường bức màn ánh sáng tiếp tục xuất hiện kim quang vô cùng vào lúc này hiện hóa thành vô số văn tự. Ngây thơ, ngây thơ, ta thấy mà thương. Một đạo thân ảnh nhu nhược chiếu rọi trên bầu trời. Tất cả mọi người có thể loáng thoáng nhìn thấy một cổ tử khí tràn ngập, bao phủ thân ảnh càng mông lung, giống như trong tử khí nhẹ nhàng nhảy múa. Chúng sinh đều chấn động. Dân chúng bình thường chỉ nói thần kỳ. Các cao thủ nhất lưu giang hồ lại vô cùng rõ ràng trên bầu trời kia ít ỏi hai hàng văn tự, chính là thiên địa ý chí, đối với vị thê tử bản thứ hai mươi vị kỳ nữ tử lời bình. Ngay cả ý chí trời đất cũng vì tính trẻ con ngây thơ của con gái mà cảm động. Cuối cùng lại hôm nay đánh giá. Ta thấy mà thương. Vô luận miếu thời gian hồ. Cả tòa cửu châu đại lục trong lúc nhất thời đều sôi trào ra. Trong hát mộc nhai. Ha 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 ha. Cái gì chó má ta thấy mà thương thiên địa mặt ta đi chính là một nữ tử mà thôi nơi nào đáng giá thiên địa ý chí thương hại nếu để cho ta nhậm ngã hành gặp cái gọi là liên tinh này nhất định phải để cho nàng cầu sống không được cầu chết không được hoàng triều đại minh lúc này càng sôi trào di hoa cung liên tinh vậy mà lập gia đình rồi phải biết trong hoàng triều đại minh giang hồ tông môn nhiều như cá trích qua sông đếm không xuể nhưng tông môn chân chính đáng giá để cả tòa hoàng triều coi trọng, kỳ thật lát đác không có mấy. Di Hoa Cung tự nhiên sẽ chiếm cứ một vị trí trong đó, mà liên tinh lại là một trong những viên minh châu chói mắt nhất trong cả tòa hoàng triều. Chính là hoàng đế đại minh kia, cũng từng nhiều lần thầm động tâm tư, mà vô số cự kình giang hồ, đã sớm thèm nhỏ giải viên minh châu chói mắt này, coi như độc chiếm. Nhưng bây giờ, Di Hoa Cung liên tinh, vậy mà lập gia đình trở thành vợ của người khác. Trong thoáng chốc, vô số hiệp khách ảm đạm thương cảm, tâm tình vô cùng xa xúc. Một ít giang hồ cử kình, miếu thờ đại thần, càng là tức sùi bọt mép, muốn truy tra việc này, muốn diệt liên tinh kia căn bản còn không biết là trường phu của ai. Trên cửu châu đại lục, các đại hoàng triều giờ phút này cũng nhao nhao chấn động. Một đám đế vương ngại thể diện uy thế, ngược lại vui mừng lộ rõ trên mặt ngược lại là từng tòa giang hồ lúc này vô cùng náo nhiệt tiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu thế gian chi tuyệt sắc phong hoa nữ tử từ trước liền nhất giang hồ hiệp sĩ nói chuyện say sưa cho dù là người đứng đầu một triều quan sát cửu châu nhấp nhô ngồi ông hàng tỷ núi sông đều vô cùng động tâm đối với tuyệt sắc nữ tử càng đừng nói một đám giang hồ mãn phu huyết khí phương cương hiệp sĩ võ giả trên bầu trời mơ hồ mông lung thân ảnh nhẹ nhàng nhảy múa nhìn qua nhu nhược mềm mại, càng có một loại hấp dẫn không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, trên bầu trời, rõ ràng chiếu rọi ra màn sáng một góc, lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy dáng người tuyệt thế diễm lệ kia theo gió vũ động, lộ ra càng quyến rũ cùng nhu nhược. Nhẹ nhàng nhảy múa giang, càng có một loại vô tận câu người ma lực, khiến cho cả tòa cửu châu đại lục, trong lúc nhất thời mãnh liệt an tĩnh lại. Một khúc phiên vũ, kinh diễm thiên hạ chính là rất nhiều định lực rất mạnh nhất tông chi chủ, võ đạo cự kinh. Lúc này đều nhìn chầm chầm thân ảnh trên vòng trời, sắc mặt ngưỡng mộ mà vô cùng hâm mộ. Bởi vì họ biết, hiện tại thiên địa ý chí hiện hóa, chính là thần cấp thê tử bản. Đúng như tên gọi. Hiện giờ xuất hiện vị tuyệt thế nữ tử phong hoa tuyệt đại này, tất nhiên đã làm vợ người. Vừa nghĩ tới nữ tử nhu nhược thẹn thùng như vậy, cuối cùng lại cùng một vị nam tử nào đó cùng bị ngủ. Vô số võ giả hiệp khách nội tâm liền bị hung hăng nhéo động, nhất thời vô cùng đau lòng ghen tị, ánh mắt đều ở phun lửa. Hình chiếu tiếp tục lưu chuyển. Thiên hạ vô số sinh linh, lúc này dĩ nhiên nhìn đến si mê đi vào, ánh mắt mê ly, cũng đối với vị kia cưới liên tinh nam tử, vô cùng hâm mộ mà chán ghét. Trong tiểu viện, yêu nguyệt nhìn bóng dáng liên tinh đang lưu chuyển trên màn trời nàng nhíu mày, sắc mặt cũng đột nhiên lạnh như băng. Mùi mùi của ta. Vậy mà lặng lẽ thành hôn. Đúng là ngay cả người làm tỷ tỷ như ta cũng không thông báo một tiếng sao. Nhìn yêu nguyệt sắc mặt dần dần băng hàng, Lý Mộc đang ôm yêu nguyệt, nhất thời sắc mặt cổ quái. Mùi tử này tuy dung mạo tuyệt thế kinh diễm, nhưng tính cách lại hết sức cổ quái mẫn cảm, khó cân nhắc nhất. Khắp thiên hạ trừ phu quân ngươi ra, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn có nam tử có thể làm cho mùi tử ta vui vẻ yêu nguyệt cau mày đột nhiên nói như thế khụ 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 lý mộc vừa mới chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt ho khan một trận sắc mặt càng thêm cổ quái bất quá nhìn thấy nương tử không có truy vấn mình hiển nhiên chỉ nhắc tới một tiếng đối với hắn cũng không có chút hoài nghi nào lúc này sắc mặt lý mộc mới giãn ra trầm tĩnh lại hoàn hảo hoàn hảo thiên địa ý chí sở hóa bản xếp hạng, chỉ là kiểm kê cửu châu đại lục thần cấp thê tử, cũng không có đem chính mình bại lộ ra. Chính xác. Liên tinh vừa mới lên bản, chính là một trong những thê tử của Lý Mộc. Nhưng không đợi hắn thở vào nhẹ nhõm. Đột ngột. Thương sinh thiên hạ còn đang khiếp sợ. Trên bầu trời quan mạc, vô tận kim quan lại lần nữa tiêu tán, tiện đà chậm rãi ngưng kết. Phu quân. Bốn, mời trăng phu quân, bóng lưng này như thế nào có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 4. Yêu Nguyệt Phu quân, bóng lưng này làm sao có chút quen thuộc. Khi nhìn thấy trên màn trời chậm rãi ngưng kết ra hai chữ phu quân. Hàng tỷ thương sinh trong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Lập tức, hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Phu quân La Đại Tường Sau khi ba chữ La Đại Tường hoàn toàn diễn hóa trong màn sáng, cả cửu châu đại lục đều sôi trào. Nữ tử kinh diễm tuyệt thế như vậy, khuynh quốc khuynh thành. Không ngờ thật sự lập gia đình. Bóp cổ tay thở dài, trong lúc nhất thời liên tiếp ở trong các tòa hoàng triều. Mặt ngươi kỹ áp giang hồ, mặt ngươi danh mãn miếu thờ, trăm năm sau bất quá chỉ là mộng một hồi mà thôi. Chúng sinh cũng không có tham vọng lớn như vậy. Đối với bọn họ mà nói, nhà có kiều thê, con cháu đầy sảnh đường tức là theo đuổi lớn nhất cả đời. Cũng chính bởi vì như thế, đối với vị được thiên địa ý chí thừa nhận này, cửu châu đại lục thần cấp thê tử bản vị trí thứ 20 tuyệt thế kỳ nữ tử. Chúng sinh trong lòng vô tận ngưỡng mộ, đồng thời đối với cái gọi là la đại tường cưới liên tinh này sinh ra rất nhiều tâm tư. Ghen tị. Thậm chí căm thù. La Đại Tường đến tột cùng là người phương nào, cửu châu đại lục trong giang hồ căn bản không có danh hiệu này. Có thể cưới được liên tinh bực này kỳ nữ tử làm vợ, người này ngược lại là trên đời nhất đẳng nhất người may mắn, diễm phúc không ít, bất quá chỉ sợ hắn không có phúc tiêu thụ. Một con kiến vô danh lại có thể cưới liên tinh, chẳng lẽ phần mồ tổ tiên bốc khói xanh sao? Cũng không biết La Đại Tường đời trước tu bao nhiêu phúc khí. lập tức tra ra thân phận lai lịch của La Đại Tường, hôm nay ta liền làm thịt tiểu nhi may mắn này, cướp liên tinh đi. Đại đương gia không nên xúc động ta nghe nói liên tinh hình như là đại minh hoàng triều bên kia cao thủ. Cái gì? Nói cách khác, là đại tường này không những diễm phúc không cạn, hơn nữa còn là một kẻ ăn bám. Các huynh đệ, đau nơi tay, đi theo ta. Dết la đại tường, cướp liên tinh. Hoàng triều đại minh. Sở lưu hương mặt lộ vẻ suy nhược, trong lúc vô cùng tiếc nuối, nhất thời thở dài không ngừng. Hắn cả đời này, gặp qua vô số tuyệt sắc nữ tử, cũng kết giao qua bao nhiêu hồng nhan tri kỷ chỉ là thân ảnh uyển chuyển nhảy múa trên vòm trời lúc này tựa như khắc sâu trong lòng hắn bồi hồi không thể quên như thế kinh diễm tuyệt thế phong hoa tuyệt đại kỳ nữ tử hắn cả đời này chưa bao giờ may mắn gặp qua nhân sinh ngắn ngủi nếu ta có một vị kỳ nữ như vậy làm vợ cái gọi là hồng nhan tri kỷ chính là tần số vứt bỏ thì sao sở lưu hương chậm rãi lắc đầu tiếc nuối vạn phần đồng thời giơ tay hướng bầu trời kính một ly rượu. La đại tường sao? Mặc dù chưa bao giờ nghe qua tục danh của ngươi, nhưng nghĩ đến có thể cưới được kỳ nữ độc nhất vô nhị như liên tinh. Ngươi tất nhiên là một vị phong lưu phóng khoáng, hùng vĩ truyền kỳ nam tử đi. Ly rượu này mời ngươi. Sở lưu hương nói xong, lập tức uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đại tần hoàng triều. Doanh chính nhìn cái tên trên màn trời, ánh mắt nhất thời ngưng tụ. La đại tường này. Là người phương nào? Cảm giác được hơi thở doanh chính dần dần sắc bén, triệu cao tùy thị bên cạnh nhất thời sắc mặt căng thẳng, vội vàng hồi đáp. Khởi bẩm bệ hạ, la đại tường người này, tự hồ chưa bao giờ xuất hiện ở miếu thời gian hồ, lão nô cũng chưa bao giờ nghe nói qua cửu châu đại lục có nhân vật số một như vậy. Doanh chính nghe vậy, lông mày không giấu vết nhíu một chút. Chưa từng nghe nói qua người này hàng người vô danh sao? Chỉ là vừa nghĩ tới La đại tường này lại có thể cưới được tuyệt thế nữ tử ngay cả hắn cũng chưa nhúng chàm qua, trong mắt doanh chính lại mơ hồ lộ ra một tia hâm mộ. Triệu Cao. Trẫm thật đúng là chưa từng nghĩ tới, thế gian lại có như thế kỳ tuyệt diễm mỹ nữ tử, hơn nữa còn chưa đưa vào trẫm a phòng trong cung. Trong tiểu viện. Sắc mặt yêu nguyệt hơi biến hóa. La đại tường nàng thoái ẩn giang hồ thời gian cũng không dài nhưng lại chưa bao giờ ở miếu đường giang hồ nghe nói qua danh hiệu này chẳng lẽ mùi mùi tìm một hạng người vô danh sao tâm tư lưu chuyển đến tận đây yêu nguyệt lại đột nhiên nở nụ cười trong lòng mùi tử nhà mình mẫn cảm nhất nếu thật sự là hạng người bình thường mùi mùi sao có thể cam nguyện lập gia đình ngay khi yêu nguyệt suy tư về cái tên la đại tường trong đầu hô nhìn thấy yêu nguyệt cũng không có chú ý tới chỗ nào không thích hợp, Lý Mộc lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hoàn hảo hoàn hảo, nương tử cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Cũng tại giờ khắc này, Lý Mộc vô cùng may mắn chính mình lúc trước mở clon, này mẹ nó nếu là bại lộ ra, không thể nghi ngờ là hải vương lật thuyền hiện trường A. Nhưng hơi thở này còn chưa tới một nửa. Trên vòng trời, dị tượng đột nhiên phát sinh. Lại đột nhiên hiện lên một bộ hình ảnh đồng thời một hàng chữ vàng xuất hiện ở dưới hình ảnh hình ảnh vào động phòng ở một nơi nào đó trong vương triều đại minh liên tinh đang nhìn hình ảnh trên vòm trời trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên đỏ đến tận cổ bản thê tử thần cấp này cũng quá xấu đi thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng muốn diễn biến ra hiện ra trước mặt chúng sinh lập tức liên tinh lẻ loi một mình trong mắt lại hiện lên vẻ hồi ức nếu như phu quân ở đây, nhìn thấy mình leo lên thần cấp thê tử bản, nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, liên tinh một mình càng thẹn thùng cùng ngượng ngùng, sắc mặt giống như thiêu đốt, nóng lợi hại. Trên vòng trời, liên tinh nhu nhược thẹn thùng thân ảnh nhất thời hiện ra, ngồi ở một tòa bố trí vui mừng trong phòng cưới, nhu thuận vạn phần. Trong phòng cưới giăng đèn kết hoa, bố trí vô cùng vui mừng, mà lại có vẻ chỉnh tề cùng đơn giản. Khi hình ảnh vừa mới hiện lên trên bầu trời, Lý Mộc nhất thời mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Yêu Nguyệt trong lòng càng trừng mắt. Cái gì? Mùi mũi nàng, vậy mà cùng nam tử này. Động phòng. Chúng sinh nhìn chầm chầm hình ảnh trên trời, trong nháy mắt liền hâm mộ. Ánh mắt ghen tị đỏ bừng. La đại tường này chẳng những cưới liên tinh. Thậm chí gạo nấu chín, cũng đã động phòng với liên tinh chúng sinh đỏ mắt vạn phần. Cùng lúc đó, hình ảnh đã một lần nữa tiến hóa. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đạo thân ảnh nam tử xuất hiện ở trong hình ảnh. Khi nhìn thấy bóng lưng la đại tường, yêu nguyệt đột nhiên nhướng mày, trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Bóng lưng này, yêu nguyệt không khỏi nhìn về phía phu quân nhà mình, nghi hoặc thốt ra: phu quân, bóng lưng này, làm sao có chút quen thuộc a? năm mời trăng. Lý Mộc, người đứng lại cho bà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Yêu Nguyệt, Lý Mộc, người đứng lại cho lão nương. Kim Quang rực rỡ, hình ảnh tiếp tục diễn biến. La Đại Tường chỉ để lại cho Thương Sinh một bóng lưng đang chậm rãi đi về phía Liên Tinh. Liên Tinh cũng càng thêm ngượng ngùng, mười ngón tay xanh sao đang vào nhau, vô cùng khẩn trương đồng thời, lại có một loại chờ mong khó hiểu. Cúi đầu, màn che che xuống cả người nhất thời tản mát ra một loại nhu nhược cùng mềm mại khó có thể nói thành lời. Phu quân, kính xin người thương tiếc. Dưới thanh âm nhu nhược của liên tinh, la đại tường cũng không thể nhẫn nại nữa, trực tiếp xốc tấm màn che của liên tinh lên. Đồng thời ôm liên tinh vào trong giường. Cùng lúc đó, hình ảnh dừng lại. Màn sáng lần nữa hiện ra một ít phụ đề, phản phất như đang giải thích cho chúng sinh. Ngày hôm đó, La Đại Tường và Liên Tinh thành hôn. Một ngày này, trắng đêm không ngủ. Cái gì, La Đại Tường thật sự thành hôn với Liên Tinh tiên tử? Một đóa hoa tươi mềm mại như vậy, lại cứ như vậy bị tiểu bối vô danh La Đại Tường làm bẩn. Hận. Hận ta không thể sớm một bước, thắng được niềm vui của Liên Tinh tiên tử. La Đại Tường đến tột cùng là ai, dám khinh nhận Liên Tinh như thế, ta nếu gặp, nhất định phải giết cả đêm không ngủ. La đại tường chó má này rốt cuộc đã làm gì liên tinh tiên tử? Từng đạo thanh âm phẫn nộ vạn phần lập tức vang lên trong vô số hoàng triều cửu châu đại lục. Vương triều đại tống. Trong hoàng cung, vô số phi tần đang cố gắng hầu hạ tống thấp tông. Cúc. Đột nhiên. Tống Thấp Tông luôn luôn vô cùng yêu thích các phi tần quát to một tiếng, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Một đám phi tần nhất thời cứng đờ tại chỗ, vô cùng sợ hãi quỳ rạp xuống. Ngược lại hoạn quan xung quanh biết tâm tư tống thấp tông, vội vàng dẫn những phi tử xinh đẹp thước tha này đi ra cung điện. Tống thấp tông nhìn chầm chầm hình ảnh im bặt trên vòng trời, lúc này nổi giận trước nay chưa từng có. La đại tường. Người này thật to gan chó. Kỳ nữ tuyệt thế kinh diễm bực này, trong thiên hạ, chỉ có trẩm mới có tư cách hưởng dụng. Chính là một cái vô danh tiểu bối, đạt được như thế kiều thê, cũng dám giấu giếm không báo, không quỳ tặng cho bổn vương. Dết! Nói cho tần cối, đem ta đại tống cảnh nội, tên là La Đại Tường Nam Tử toàn bộ sử tử. Bất kể thân phận thế nào, chỉ cần gọi là người La Đại Tường, tất cả đều xử tử. Người dám can đảm cầu xin, tất cả đều chết. Còn có. Tất cả tên là La Đại Tường cùng tên Nam Tử, cần phải tra rõ hắn toàn bộ quan hệ, đem hết thảy cùng hắn có liên hệ nữ tử hết thảy lại ra một lần. Đại vương, vạn nhất liên tinh này không phải là người của vương triều đại tống ta. Có lão nô quỳ lạy trên mặt đất, vô cùng sợ hãi nhắc nhở. Tống thấp tông trong nháy mắt biến sắc. Đại tống lúc trước vô cùng hưng thịnh, chính là hoàng triều có thực lực tương đương với đại tần, đại minh, đại đường. Chỉ là hôm nay sau khi rơi vào tay hắn, càng lộ xu thế suy tàn, liên tiếp vài lần vì ngoại di đánh bại, sớm thoái hóa thành vương triều bậc một. Nếu ngày đó ý chí diễn biến vị tiên tử tuyệt thế kia thật sự là người của hoàng triều. Do dự một lát, dâm dục trong lòng tống thấp tông đã chiến thắng tất cả. Vừa nghĩ tới vị tiên nữ vô song tuyệt thế kinh diễm, khuynh quốc khuynh thành trong hình ảnh vừa rồi, tống thấp tông cũng chỉ cảm thấy trong bụng một trận hỏa đại. Nếu liên tinh thật sự ở trong hoàng triều khác, vậy phái người thương nghị với hoàng triều các đất, cống nạp, dân số. Chỉ cần nguyện ý đưa Liên Tinh tới trước mặt bổn vương, tất cả cảnh nội đại tống ta đều có thể trao đổi. Trong cung điện còn lưu lại hơn 10 tên thái giám trong nháy mắt biến sắc. Các đất, cống nạp, dân số. Đại vương đây là muốn đem toàn bộ cơ nghiệp đại tống đều bán đi, chỉ vì đổi lấy một vị nữ tử. Chỉ là Các hoàng quan từ trước đến nay biết tính tình tống thấp tông lúc này căn bản không dám phản bác mệnh lệnh rõ ràng hoang đường đến mức tận cùng của đại vương nhà mình đành phải vội vàng đi xuống truyền đạt mệnh lệnh cho các thần tử đại tống bên kia trong tiểu viện lý mộc chỉ cảm thấy trái tim mình đã bắt đầu đập thình thịch kích động đến mức suýt nữa từ trong tâm khiếu nhảy ra ngoài khi hình ảnh rốt cục im bặt mà dừng lại mà lý mộc trong hình ảnh từ đầu đến cuối đều chỉ lưu lại cho thương sinh một bóng lưng lúc này lý mộc mới yên lòng hoàn hảo hoàn hảo thiên địa ý chí diễn biến ra bản xếp hạng vẫn chưa bại lộ ngay khi hắn chuẩn bị đem khẩu khí nghẹn đã lâu này thả lỏng ra đột nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì ánh mắt trừng trừng không đúng thần cấp thê tử bản hình như bây giờ mới xếp hạng thứ hai mươi vậy chẳng phải là nói kế tiếp nghĩ tới đây sắc mặt lý Mộc trong nháy mắt liền tái mét nương tử ta ra ngoài một chuyến có chút chuyện lời còn chưa dứt hắn đã đem yêu nguyệt trong lòng đặt ở trên ghế đu nhanh như chớp biến mất ở trong tầm mắt của yêu nguyệt chỉ là yêu nguyệt nằm trên xích đu cũng không chú ý tới phu quân nhà mình lúc này cổ quái nàng còn tự hỏi chuyện muội muội mình gạt nàng đột nhiên thành hôn trong lòng vô cùng tức giận còn có vừa rồi trong hình ảnh động phòng bên trong, đạo kia rõ ràng tương đối quen thuộc bóng lưng. Nhưng ngay khi yêu Nguyệt Lâm vào trầm tư. Trên vòng trời. Nương theo hình ảnh mà dừng lại. Kim Quang vô tận căn bản không có ý tiêu tán. Trong chốc lát, Kim Quang lại lần nữa tổ chức lại diễn hóa, hấp dẫn chúng sinh ánh mắt. Bản xếp hạng lại xuất hiện. Người thứ 19. Cảm nghĩ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio kiên trì sáng tạo, ngăn chặn vi phạm cam kết bản thân Dương Đức Cương, bút danh Hồng Hoàng Tứ Hợp Viện Phát Tài, bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng này thuộc về mình sáng tác. Hơn nữa trong quá trình sáng tác nghiêm ngặt tiến hành sáng tác theo công ước nhà văn Phi Lư, kiên trì sáng tác, ngăn chặn hành vi vi phạm sau đây, nếu có vi phạm, nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả dẫn đến từ đó thứ nhất, bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng thuộc về tác phẩm nguyên gốc của mình, không liên quan đến sao chép và sao chép nội dung vở kịch trong phiên dịch Trung Quốc đảm bảo trong quá trình sáng tác không sao chép bất cứ tác phẩm hoặc nội dung nào của người thứ ba. Ba là, bảo đảm mạng lưới tiểu thuyết phi lưu là website đầu tiên và duy nhất ký hợp đồng ba. Bảo đảm tuân thủ kỷ luật trong quá trình sáng tác, bao gồm những không giới hạn, không liên quan đến chính trị, không liên quan đến cờ bạc, không tuyên dương tà giáo, không viết hộ, không nhét bản thảo phế thải, không ủy thác, không bán tác phẩm và tài khoản. Thứ tư, bảo đảm tác phẩm vô luận số lượng từ bao nhiêu, nên ký hợp đồng tác phẩm nhất định phải làm đến nội dung vở kịch hoàn bản, tuyệt không mục kết, dừng lại càng không hoàn tất. Kiên trì sáng tạo, ngăn chặn vi phạm cam kết bản thân Dương Đức Cương, bút danh Hồng Hoang Tứ Hợp Viện Phát Tài, bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng này thuộc về mình sáng tác. Hơn nữa trong quá trình sáng tác nghiêm ngặt tiến hành sáng tác theo công ước nhà văn phi lưu kiên trì sáng tác, ngăn chặn hành vi vi phạm sau đây, nếu có vi phạm nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả dẫn đến từ đó thứ nhất, bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng thuộc về tác phẩm nguyên gốc của mình, không liên quan đến sao chép và sao. Chép nội dung vở kịch trong phiên dịch Trung Quốc đảm bảo trong quá trình sáng tác không sao chép bất cứ tác phẩm hoặc nội dung nào của người thứ ba. Ba là, bảo đảm mạng lưới tiểu thuyết phi lư là website đầu tiên và duy nhất ký hợp đồng ba. Bảo đảm tuân thủ kỷ luật trong quá trình sáng tác, bao gồm nhưng không giới hạn, không liên quan đến chính trị không liên quan đến cờ bạc không tuyên dương tà giáo không viết hộ không nhét bản thảo phế thải không ủy thác không bán tác phẩm và tài khoản thứ tư bảo đảm tác phẩm vô luận số lượng từ bao nhiêu nên ký hợp đồng tác phẩm nhất định phải làm đến nội dung vở kịch hoàn bản tuyệt không mục kết dừng lại càng không hoàn tất kiên trì sáng tạo ngăn chặn vi phạm cam kết bản thân dương đức cương bút danh hồng hoang tứ hợp viện phát tài bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng này thuộc về mình sáng tác hơn nữa trong quá trình sáng tác nghiêm ngặt tiến hành sáng tác theo công ước nhà văn phi lư, kiên trì sáng tác, ngăn chặn hành vi vi phạm sau đây, nếu có vi phạm, nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả dẫn đến từ đó thứ nhất, bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng thuộc về tác phẩm nguyên gốc của mình, không liên quan đến sao chép và sao. Chép nội dung vở kịch trong phiên dịch Trung Quốc đảm bảo trong quá trình sáng tác không sao chép bất cứ tác phẩm hoặc nội dung nào của người thứ ba. Ba là, Bảo đảm mạng lưới tiểu thuyết phi lưu là website đầu tiên và duy nhất ký hợp đồng 3. Bảo đảm tuân thủ kỷ luật trong quá trình sáng tác, bao gồm những không giới hạn, không liên quan đến chính trị, không liên quan đến cờ bạc, không tuyên dương tà giáo, không viết hộ, không nhét bản thảo phế thải, không ủy thác, không bán tác phẩm và tài khoản. Thứ tư, bảo đảm tác phẩm vô luận số lượng từ bao nhiêu, nên ký hợp đồng tác phẩm nhất định phải làm đến nội dung vở kịch hoàn bản, tuyệt không mục kết dừng lại càng không hoàn tất. Kiên trì sáng tạo, ngăn chặn vi phạm cam kết bản thân Dương Đức Cương, bút danh Hồng Hoang Tứ Hợp Viện Phát Tài, bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng này thuộc về mình sáng tác, hơn nữa trong quá trình sáng tác nghiêm ngặt tiến hành sáng tác theo công ước nhà văn phi lư, kiên trì sáng tác, ngăn chặn hành vi vi phạm sau đây, nếu có vi phạm, nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả dẫn đến từ đó thứ nhất, bảo đảm tác phẩm ký hợp đồng thuộc về tác phẩm nguyên gốc của mình, không liên quan đến sao chép và sao chép nội dung vở kịch trong phiên dịch Trung Quốc đảm bảo trong quá trình sáng tác không sao chép bất cứ tác phẩm hoặc nội dung nào của người thứ ba ba là bảo đảm mạng lưới tiểu thuyết phi lư là website đầu tiên và duy nhất ký hợp đồng ba bảo đảm tuân thủ kỷ luật trong quá trình sáng tác bao gồm nhưng không giới hạn không liên quan đến chính trị không liên quan đến cờ bạc không tuyên dương tà giáo không viết hộ không nhét bản thảo phế thải không ủy thác không bán tác phẩm và tài khoản thứ tư bảo đảm tác phẩm vô luận số lượng từ bao nhiêu, nên ký hợp đồng tác phẩm nhất định phải làm đến nội dung vở kịch hoàn bản, tuyệt không mục kết, dừng lại càng không hoàn tất. 6. Chỉ dựa vào dung mạo bên trên bản Nghịch thiên dung nhan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 6. Chỉ dựa vào dung mạo lên bản Dung nhan nghịch thiên Trên vòng trời Kim quang nhấp nháy, phát sóc tử khí mê ly, đảng giật tứ phương ánh mắt vô số sinh linh trên cửu châu đại lục đã lần nữa tụ tập trên kim bản. Có màn sáng hiện lên, kim quang vô cùng cuối cùng hóa thành phụ đề. Văn, lầm lẫn, giả dối. Thanh giáp thiên hạ chi thanh, sắc giáp thiên hạ chi sắc. Phụ đề xuất hiện. Lập tức. Cả cửu châu đại lục trong nháy mắt sôi trào, thương sinh xôn xao. Phóng nhãn ta đại thanh vương triều, dung mạo tuyệt diễm, tài nghệ siêu nhiên nữ tử không ít, nhưng nếu luận đủ để độc đoán nhất thời nữ tử cũng là lác đác không có mấy khó có thể phán định theo ta thấy câu nói đầu tiên của thiên đạo bản thật ra cũng khá tốt dù sao nữ tử sắc nghệ song tuyệt mỗi một tòa vương triều đều có thể tìm được không ít mà nữ tử kinh diễm độc đoán một thời trong mỗi tòa hoàng triều cũng có thể tìm được một đống nhưng thiên đạo bản xếp hạng câu nói thứ hai không khỏi cho nàng này đánh giá quá cao chút dựa theo thiên đạo bản xếp hạng ý tứ chẳng phải là nói vị này xếp hạng so với liên tinh còn cao kỳ nữ, sắc nghệ song tuyệt gian, đúng là siêu tuyệt với tất cả vương triều hoàng triều tiên nữ, độc đoán cả tòa cửu châu đại lục. Lão phu từng du lịch mấy tòa hoàng triều, rất nhiều vương triều ở giữa, chứng kiến nghe thấy cũng coi như uyên bác. Nếu chỉ luận thanh giáp, trong lòng lão phu ước chừng có mười mấy người có thể trúng cử, mà nếu luận sắc giáp, cơ hồ trong mỗi tòa hoàng triều đều có tư sắc không giống nhau, khuynh quốc khuynh thành nữ tử sắc giáp này cũng khó phán định lấy hay bỏ nhưng hiện tại bản xếp hạng thiên đạo lại công bố cô gái này sắc nghệ sông tuyệt giáp thiên hạ cho dù lão phu du lịch qua rất nhiều hoàng triều cũng chưa bao giờ nghe nói qua loại sắc nghệ quan tuyệt thiên hạ này kỳ nữ tử đâu cũng không biết vị nữ tử này đến tột cùng có dung nhan nghịch thiên cỡ nào vậy mà chỉ dựa vào sắc nghệ chi tư liền có thể vinh đăng thần cấp thê tử bản cho dù trên màn trời vẽn vẹn hiện ra hai hàng văn tự nhưng trong đó ẩn chứa tin tức dĩ nhiên làm vô số cường giả trong lòng kinh hãi nữ tử sắc nghệ song tuyệt cửu châu đại lục to như vậy tự nhiên còn có thể tìm được mấy vị nhưng thiên đạo kim bản câu nói thứ hai đủ để nhìn ra thần cấp thê tử bản đối với vị tiên nữ này đánh giá rất cao thanh giáp thiên hạ chi thanh sắc giáp thiên hạ chi sắc đánh giá như thế so với liên tinh kinh diễm tuyệt thế lúc trước dường như đều cao hơn một bậc thiên hạ thương sinh lâm vào sợ hải thang, đủ loại suy đoán nhất nhất hiện lên. Ngay cả rất nhiều giang hồ cự kình, hoàng triều chi chủ đều trong lòng chờ mong, suy đoán vị sắc nghệ song tuyệt kỳ nữ tử này thân phận. Trên bầu trời, phụ đề từ từ phá tán, hóa thành đạo kim quang. Kim quang sắp xếp lại, cuối cùng lại hiện ra một bộ hình ảnh mông lung, bắt đầu chiếu video. Đó là một vườn lê. Trong vườn lê, khách khứa đầy chỗ, tiếng người ồn ào trên đó, một vị nữ tử đang đứng thẳng trên đài, ngâm nga, dáng người vạn phần tuyệt diễm. Xa xôi chân trời, dường như có tiếng ca mờ ảo mơ hồ truyền ra, rung động lòng người. Mạc đạo vô quy sử, điểm điểm hương hồn thanh mộng. Làm vết đa tình lưu không được, bay đi. Nguyện hắn ít thức thời suy nghĩ. Văn, lầm lẫn, giả dối. Một khúc kết thúc, tần khách hoang doanh, đầy chỗ ủng hộ. Cửu châu đại lục, vô số sinh linh lúc này sắc mặt như si như say hoàn toàn lâm vào này uyển chuyển kinh thế trong tiếng ca cho dù khuôn mặt của cô gái này bị sương mù thiên đạo che lấp nhưng phong thái giơ tay nhất chân kia tình cảm động lòng người trong tiếng hát kia liền đã khiến vô số hào kiệt lâm vào ngưỡng mộ ái mộ trong giang hồ vô số hiệp khách hào kiệt đã nghị luận sôi nổi thanh âm như thế tại hạ chưa từng nghe thấy thật là kinh tài tuyệt diễm trên đời khó cầu cũng không biết nữ nhân này đến tột cùng là ai chỉ bằng thanh âm này chỉ sợ liền đủ để quan tuyệt thiên hạ danh truyền đại lục không hổ là con gái của thiên đạo khâm điểm thanh giáp thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền chỉ tiếc hiện tại sương mù che lấp căn bản không cách nào thấy rõ vị tiên nữ này dung mạo nhưng nếu ngay cả thiên đạo đều xưng này sắc nghệ song tuyệt nói vậy này nữ chi dung mạo hẳn là sẽ không yếu hơn lúc trước liên tinh tiếng hát thản nhiên mờ ảo hình ảnh vẫn đang phát ngay khi mọi người lâm vào tiếng ca mờ ảo này không thể tự kiềm chế. Điểm điểm kim quang lần nữa hiện lên, điểm suyết ở trên bầu trời mênh mông. Mỗi buổi biểu diễn, rực rỡ, độc đáo, người xem vì chi hồn đoạn, người nghe vì chi phách ly. Sắc nghệ giáp thiên hạ. Nương theo từng hàng văn tự hiện lên. Cửu châu đại lục vô luận miếu thời gian hộ, lúc này tất cả đều sôi trào ra. Hoàng triều đại đường. Lý Thế Dân một mình dựa vào lan can, vẻ mặt như si như say. Được. Hay cho một sắc nghệ giáp thiên hạ. Thanh âm như nhiễu lương, uyển chuyển du dương, mọi cảm xúc đều xoa bóp trong tiếng hát. Cho dù nữ nhân này còn chưa hiển lộ dung nhan, nhưng thiên đạo kim bản kia thanh âm giáp thiên hạ đánh giá, tuyệt đối danh xứng với thực. Vương Triều Đại Tống Tống Thấp Tông vẻ mặt ái mộ, khi nhìn video trên bầu trời, ánh mắt mê ly lỗ mãn càng có dâm quan nồng đậm lóe ra. Vốn tưởng rằng thần cấp thê tử bản thứ 20 vị liên tinh đã tuyệt thế kinh diễm, chưa từng nghĩ. Kỳ nữ thứ 19 này dường như còn tốt hơn một bậc. Sắc nghệ sông tuyệt. Nếu bản vương có thể có được nữ nhân này. Dâm quan trong mắt tống thấp tông càng tỏa sáng, trên mặt càng hiện lên vẻ tham lam ngã ngớn. Trong vương triều đại thanh. Ngô Tam Quế nhìn thân hình mơ hồ của nữ tử, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nữ nhân này bổn vương làm sao lại có một loại cảm giác quen thuộc giống như đã gặp qua ở nơi nào ngô tam quế ẩn ẩn nhíu mày lập tức lắc đầu cười trong thiên hạ giai nhân mỹ nữ dung mạo không giống nhau nhưng kỳ thật lại có hiệu quả kỳ diệu có lẽ bản vương nhìn quá nhiều mỹ nữ từ trên người mỹ nhân khác thấy được bóng dáng của vị tuyệt thế giai nhân này mà thôi nhưng mà vị giai nhân bản vương kia cũng không nhất định yếu hơn vị kỵ nữ sắc nghệ song tuyệt này nói không chừng bản vương giai nhân hôm nay cũng có thể bài danh bản xếp hạng chấn thước thế nhân ha 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 ngay tại thiên hạ thương sinh bởi vì tiếng ca này lâm vào mê say còn chưa phục hồi tinh thần lại đột ngột trên bầu trời hình ảnh lại đột nhiên biến hóa vị tuyệt thế nữ tử đang biểu diễn trên sân khấu kia tự như đột nhiên bị kinh hách thân thể rung lên đồng thời tiếng hát dựng lại cả tòa tân khách xôn xao, không biết vì sao, mê mang nhìn về phía sau. Ngay cả thiên hạ sinh linh đang xem video, lúc này cũng không thể phản ứng kịp. Lại thấy một bóng lưng đột nhiên hiện lên, xuất hiện trong hình ảnh, đưa lưng về phía mọi người. Chỉ là... Hình ảnh lúc này đã bao phủ lên một tầng sương tím mông lung, cho nên cũng không thể thấy rõ ràng hình dáng thân hình người này. Lập tức, vị nam tử đưa lưng về phía chúng sinh thiên hạ này, trực tiếp mở ra một cái rương gỗ tùy thân. Trên màn trời, kim quan trọng tổ, lần nữa sắp xếp ra một hàng văn tự. Vung tiền chuột giai nhân. Từ nay về sau tự do thân, tùy quân ẩn giang hồ. Vị trí thứ 19, Vương Triều Đại Thanh. Trần. 7. Kim ốc tàn kiều. Hại nước hại dân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 7. Kim ốc tàn kiều hại nước hại dân. Ném tiền như rác, chuột được tự do thân. Cửu châu đại lục vô số chúng sinh đang xem video, nhất thời lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Vừa tháng phục thủ bút của vị nam tử xa lạ này, lại lấy ra nhiều vàng như vậy. Lại mơ hồ kính nể vị nam tử này quả cảm, cam lòng vung tiền như rác, chuột được tuyệt thế giai nhân. Trên vòng trời, nương theo từng hàng văn tự hiện lên, hình ảnh lập tức xuất hiện biến hóa trong vô số tân khách trước mắt bao người. Vị nam tử đột nhiên xông vào lê viên kia, lại trực tiếp tiến lên, bắt lấy tay tuyệt thế nữ tử sắc nghệ xông tuyệt trên đài cao. Mà vị tuyệt thế nữ tử bị nam tử bắt được cánh tay ngó sen kia, tự hồ muốn dãy dụ thoát ly, hết lần này tới lần khác lại bị nam tử kéo mạnh, kéo vào trong ngực. Bị nam tử mạnh mẽ ôm vào trong ngực, vị tuyệt thế giai nhân này có vẻ càng thẹn thùng, cố gắng muốn dãy dụa, lại trở nên càng lúng càng sâu cảm thụ được mồ hôi cùng nhiệt độ truyền đến trên người nam tử, vị tuyệt thế giai nhân này ngay cả cổ cũng đỏ thấu nhường, trong lúc nhất thời xấu hổ muốn chát. Chỉ là, vương nghĩ tới mình đã bị dưỡng bán vào Lê Viên, mà trưởng quỷ Lê Viên gần đây lại ngày ngày cưỡng bức, ép buộc nàng ngày sau lấy sắc sự nhân. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia khổ sở. Mà khi nhớ tới hiện giờ mình đã bị vị công tử này vung tiền như rác, chuột lại sau lưng tự do, nàng lại cảm thấy vô cùng giải thoát cuối cùng. Làm như là tình biết không cách nào dãy dụa ra, hoặc là đã đối nam tử nhất kiến chung tình, nạn đúng là dứt khoát đem đầu bước vào vị nam tử bá đạo này trong lòng ngực. Phụ đề lại xuất hiện vào lúc này. Muốn từ chối hoàn nghênh, trái tim thiếu nữ thầm hứa. Chúng sinh nhìn chầm chầm bóng lưng nam tử ông Mỹ nhân về kia, trong lúc nhất thời cực kỳ hâm mộ, ánh mắt cũng sắp xanh rồi. Trong vương triều đại thanh, Ngô Tam Quế đang ngồi trong phủ đệ, phía dưới là một hàng binh giáp tướng sĩ, khí độ bất phàm, thần sắc vạn phần cung kính. Bình Tây Vương, chúng ta đã tạo áp lực với đa nhĩ cổn thân vương, bảo hắn có thể giao trần viên viên ra, bất quá đa nhĩ cổn thân vương thái độ mập mờ, trong giọng nói khó nắm bắt, chỉ sợ trong đó còn cần phí một phen công phu. Ngô Tam Quế khẽ nhíu mày. Không muốn giao trần viên viên ra. Bổn vương lần này hàng thanh phản sông vương, không phải là trần viên viên sao? cho bổn vương một cái hư danh bình Tây Vương, liền mưu toan bổn vương bán mạng cho hắn. Quả thực buồn cười. Nếu vương triều đại thanh tạm thời không muốn giao ra trần viên viên, lập tức ra lệnh cho đại quân, nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ, án binh bất động. Đại thanh một ngày không giao ra trần viên viên, chúng ta liền một ngày bất động. Ngô Tam Quế nói xong, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía chân trời. Nhìn bản xếp hạng thê tử thần cấp thứ 19 sắp hiện ra, trong mắt Ngô Tam Quế mơ hồ có một tia chờ mong cùng hâm mộ. Hắn đã hâm mộ người trong màn trời, có thể bỏ qua thiên kim tiền tài, cam nguyện chụp lại một vị hồng nhan tri kỷ. Lại hâm mộ vẻn vẹn bởi vậy, người này liền ôm được mỹ nhân về, thắng được thần cấp thê tử bản xếp hạng vị trí thứ 19 tuyệt thế tiên tử. Mà đồng dạng, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Cũng không biết tuyệt thế giai nhân ngày nhớ đêm mong của hắn, có phải cũng có thể xếp trên thiên đạo kim bản này hay không? Trong lòng suy tư đến đây, Ngô Tam Quế lập tức nói. Thiên đạo bản xếp hạng, cái gọi là thần cấp thê tử bản, các ngươi cho là giải thích thế nào? Một đám tướng sĩ hơi xôn xao, có vẻ có chút do dự. Một lát sau, một vị tướng quân cường tráng bước ra, quỳ lạy nói. Khởi bẩm bình Tây Vương, đây là do ý chí của thiên đạo biến thành, có lẽ sẽ kiểm kê lại 20 vị kỳ nữ kinh diễm tuyệt thế, hiền lành thuần lương nhất trong thiên hạ dị tượng thiên địa như thế cũng không phải đám thất phu giang hồ có thể chế tạo ra tất nhiên là ý trời đã định trước sau khi khí vận tụ tập cuối cùng mới hiện ra dị tượng như thế nói đến đây vị tướng quân này thoáng dừng lại lại nói tiếp liên tinh đứng thứ hai mươi lúc trước dĩ nhiên nổi tiếng là một trong những kỳ nữ không xuất thế ở cửu châu đại lục ta mà nay vị sắc nghệ giáp thiên hạ này xếp hạng so với liên tinh còn cao hơn tất nhiên càng kinh diễm tuyệt thế, khó có thể phỏng đoán. Ngô Tam Quế khẽ gật đầu, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Nữ tử tuyệt thế thứ 19 thần cấp thê tử bản này lại ở trong vương triều đại thanh của ta, cũng không biết đến tột cùng là nữ tử tuyệt thế sắc nghệ song toàn nào. Cũng không biết giai nhân của bổn vương. Có thể xếp hạng trên bản xếp hạng này hay không? Dù sao nàng, cũng là một vị kỳ nữ sắc nghệ song tuyệt. Ngô Tam Quế còn chưa dứt lời, con ngươi lại co rụt lại, lập tức nhìn về phía chân trời. Trên vòng trời, kim quang nhấp nháy, bản xếp hạng lại biến hóa lần nữa. Vô số ánh mắt lần nữa tụ tập trên bầu trời. Tử khí mông lung ly tán, tự như sương mù bao phủ xung quanh kim bản. Kim quang bên trong lại càng sáng chói, cuối cùng xé rách sương mù chiếu rọi cả cửu châu đại lục. Người thứ 19 Vương Triều Đại Thanh trần viên viên trong vương phủ ngô tam quế nháy mắt cả người run lên giống như nhìn thấy chuyện gì khó tin sắc mặt lập tức kịch biến trần trần viên viên làm sao có thể đây không phải là hồng nhan giai nhân mà hắn đã sớm khâm định sao không phải là vật phẩm mà hắn đã bàn bạc với vương triều đại thanh rồi sao sao lại đột nhiên biến thành vợ của người khác trong thoáng chốc trong mắt ngô tam quế dâng lên sát khí vô tận trong lòng càng hiện lên vô số suy đoán là vương triều đại thanh lật lộng đem trần viên viên tặng cho người khác hay là nói xuất hiện biến cố gì đó trần viên viên bị người ta cướp đi sao vẫn còn còn không đợi ngô tam quế há hốc mồm phục hồi tinh thần lại hình ảnh trong màn trời lại xuất hiện biến hóa đó là một tòa phủ đệ rất lớn sâu trong phủ đệ tọa lạc một gian tiểu viện sâu thẳm. Tiểu viện bố trí vô cùng cổ xưa đơn giản, nhìn qua thập phần sạch sẽ. Trong tiểu viện, vẹn vẹn chỉ có một bình hương trà, một cái bàn đá, một cái ghế, còn có một vị tuyệt thế giai nhân. Trần Viên Viên vẫn bị sương tím mông lung che lấp khuôn mặt, lúc này có thể lộ ra khuôn mặt vốn lộ ra, hiện ra trước mặt thế nhân. Trên gương mặt vô cùng xinh đẹp tuyệt thế, lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, điềm tĩnh, cùng với vẻ hạnh phúc. Trần Viên Viên ngồi ngay ngắn trên ghế đá, vẻ mặt dương dương tự đắc, đang vô cùng chuyên chú theo đồ vật trong tay. Đó là một chiếc khăn tay, trên đó theo một bức tranh còn chưa hoàn thành. Trần Viên Viên lặng lặng ngồi ở trên ghế đá, phản phất như không biết thời gian trôi qua, sắc mặt an tĩnh mà thông dông, bất giác mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Dưới màn trời, một hàng văn tự lúc này di động mà ra. Dung từ nhàn nhã, ngạch tú di phong, vung tiền như rác kim ốc tàn kiều. Trao. Trong nháy mắt dòng chữ này hiện lên, cả cửu châu đại lục hoàn toàn ồn ào náo động. Vô số văn nhân tao khách, giang hồ cự kình trong lòng rung động, nghị luận sôi nổi. Không ngờ vị trí thứ 19 trong thần cấp thê tử bản lại là người của Vương Triều Đại Thanh. Đại Thanh Vương Triều từ trước đến nay suy nhược không chịu nổi, vậy mà cũng có thể sinh ra như vậy sắc nghệ song tuyệt giáp thiên hạ nữ tử, thật là khó được ta vốn còn có chút không phục nữ nhân này rõ ràng không hề có tu vi vì sao có thể xếp hạng ta đại minh liên tinh phía trên hôm nay xem ra thiên đạo bản xếp hạng quả nhiên chí công chí chính nam tử kia vung tiền như rác chuột trần viên viên ngược lại rất quyết đoán chắc hẳn cũng là một vị phú giáp nhất phương khoái ý hoành hành tiêu sái người nếu có thể cưới được tiên nữ tuyệt thế sắc nghệ song tuyệt giáp thiên hạ như vậy chính là lại ném thiên kim thậm chí vạn kim đáng tiếc đáng tiếc chỉ tiếc lúc trước ta du lịch đến vương triều đại thanh lại căn bản chưa từng nghe nói có một vị nữ tử tên là trần viên viên từ đó bỏ lỡ cả đời chỉ là thay người chuột lại thân phận trần viên viên lại thầm hứa buôn bán này cũng quá lời đi bất quá ta ngược lại có chút nghi hoặc như thế tuyệt thế nữ tử người nọ nếu đã chiếm được trần viên viên trái tim vì sao không khụ khụ hết lần này tới lần khác còn muốn kim ốc tàn kiều đem Trần Viên Viên bỏ vào thâm phủ tiểu viện bên trong. Nhất định là cái này nhặt tiện nghi nam tử không dám đem Trần Viên Viên mang ra ngoài, lo lắng bị người cướp đi như thế tuyệt thế tiên nữ, cho nên Kim Ốc Tàn Kiều, chính mình độc hưởng Trần Viên Viên tài nghệ song tuyệt. Nếu để cho ta biết đến tột cùng là ai chuột Trần Viên Viên đi, nhất định phải đem người này bầm thay vạn đoạn, lại đoạt về Trần Viên Viên. Chúng sinh trong thiên hạ nhất thời xôn xao. Chỉ là, càng nhiều người, trong lời nói lại là không che giấu được hâm mộ cùng ghen tị. Sau tất cả, vung tiền như rác tuy nhiều, nhưng phóng nhãn giang hồ, phóng nhãn trên miếu đường, có thể xuất ra bực này tiền tài người, cũng không phải số ít. Mà nếu có thể cưới được nữ tử tuyệt thế sắc nghệ giáp thiên hạ như Trần Viên Viên, chớ nói vung tiền như rác, cho dù ném vạn kim, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Trên giang hồ nghị luận sôi nổi, náo nhiệt ồn ào náo nhiệt. Bên kia trong một tòa sùng sơn sấm vương đang cùng một đám thủ hạ quần áo tả tơi trốn ở đây sấm vương cũng không biết bình tây vương bên kia đến tột cùng đang phát điên cái gì rõ ràng đã để cho người truyền miệng muốn đầu hàng chúng ta hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt lâm trận phản chiến đầu nhập đại thanh vương triều bên trong may mà nhân mã của hắn đuổi tới một nửa chẳng biết vì sao đột nhiên rút về nếu không các huynh đệ lần này có thể nhìn thấy sấm vương ngài đều là ẩn số nghe nói thác tử đã phái người phong hắn làm bình Tây Vương, hiện tại Tây cầm trọng binh, phân phong khắp nơi. Sông Vương, Ngô Tam Quế tên này cực kỳ âm hiểm, thủ đoạn ác độc, theo ta thấy, không bằng để cho ta cùng các huynh đệ cải trang, lẻn vào trong vương phủ của hắn, lấy võ công của chúng ta, muốn lấy tính mạng của hắn dễ như trở bàn tay. Các thuộc hạ nhau nhau mở miệng, nhưng Sấm Vương lại phản phất như không biết, vô cùng mê mang nhìn về phía bản xếp hạng trên chân trời. Hồi lâu sau, khi Sấm Vương rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong mắt nháy mắt hiện đầy sát ý, sắc mặt vạn phần giữ tận vặn vẹo. Người thứ 19, dĩ nhiên là Trần Viên Viên. Đây là thiên đạo ý chí sở hóa chi thần cấp thê tử bản, đây chẳng phải là nói. Trần Viên Viên hiện tại dĩ nhiên là người khác thê tử. Ngay lúc này, cơn giận trong lòng Sấm Vương đối với Ngô tam Quế Lâm trận phản chiến, dĩ nhiên bị cơn giận đoạt thê hoàn toàn che lấp. Ngô Tam Quế sở dĩ lâm trận phản chiến, sấm vương tự nhiên trong lòng rõ ràng. Còn không phải bởi vì mình muốn cướp đi Trần Viên Viên, cuối cùng dẫn đến quan hệ tan vỡ, Ngô Tam Quế lại càng tức giận vì Hồng Nhan, trực tiếp đầu nhập vào thác tử. Chỉ là đối với việc này. Sấm vương trong lòng cũng không hối hận, bởi vì đối với hắn mà nói, cho dù trục lộc thiên hạ bại, nhưng vẫn có cơ hội đông sơn tại khởi. Nhưng nếu là không thể có được Trần Viên Viên lời nói, nghèo cả đời, hắn đều sẽ ở hối hận trung vượt qua. Thời gian chiến loạn, sông vương chính mình cũng ăn bữa tối, vì vậy tuy rằng muốn cùng ngô tam quế tranh đoạt trần viên viên, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc để cho vị tuyệt thế giai nhân này phong trần mệt mỏi, đi theo hắn một đường tàu xe mệt nhọc. Vì vậy, sau khi xông vào kinh thành, cướp được trần viên viên, hắn liền dàn xếp trần viên viên ở một nơi vô cùng bí mật. Chưa từng nghĩ, cuối cùng lại bị người ngoài nhanh chân đến trước. Hắn vì Trần Viên Viên đều cam nguyện đoạn tuyệt với Ngô Tam Quế, cuối cùng dẫn đến đám thác tử kia nhân cơ hội nhập quan chiếm tiên cơ. Nhưng bây giờ, Trần Viên Viên lại trở thành vợ của người khác. Sát khí khủng bố bốc lên, trong lòng Sấm Vương giận đến cực hạn, cả người run rẩy. Mà đúng lúc này, kim quang nhấp nháy, trên màn trời kim quang sắp xếp lại, lần nữa xuất hiện một hàng văn tự mới. Người thứ 19. Vương Triều Đại Thanh. Trần Viên Viên Phu Quân Chương 08 Luôn cảm thấy bóng lưng có chút quen mắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Luôn cảm thấy bóng lưng có chút quen mắt Khi nhìn thấy trên màn trời chậm rãi ngưng kết ra hai chữ Phu Quân Thiên hạ anh hùng hào kiệt một mảnh kêu trên Ngay cả những người đứng đầu Hoàng Triều cũng giật mình, nhìn về phía màn trời Mà Song Vương, Ngô Tam Quế hai người trong mắt càng tràn ngập lửa giận cùng sát ý vô tận, gắt gao nhìn bản xếp hạng sắp hiện ra. Lập tức, hình ảnh lại một lần nữa biện hồ A. Phu quân. Vương Tiểu Minh. Khi ba chữ Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng biến thành hình ảnh trong màn sáng. Chúng sinh thiên hạ kiển chân chờ đợi, trong nháy mắt liền nổ tung. Kỳ nữ kinh diễm tuyệt thế, tài mạo song toàn như vậy. Vậy mà cũng đã danh hoa có chủ, trở thành vợ của người khác hào kiệt thiên hạ một mảnh kêu rên. Ngay cả người đứng đầu các tòa hoàng triều cao cao tại thượng, lúc này trên mặt cũng ẩn ẩn có một tia tiết hận cùng thất vọng. Nếu như nói liên tinh xếp hạng 20 đã lập gia đình, trong lòng chúng sinh miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn ghen tị cùng hâm mộ. Như vậy Trần Viên Viên sắc nghệ giáp thiên hạ cũng trở thành vợ người, liền làm cho sự không công bằng trong lòng bọn họ đạt tới cực hạn. Sau tất cả... Trần Viên Viên chẳng những xếp hạng trên bảng thê tử thần cấp cao hơn liên tinh. Càng mấu chốt chính là, Trần Viên Viên còn là một vị bị ý chí thiên đạo tự mình phán định thừa nhận, thành giáp thiên hạ chi thanh, sắc giáp thiên hạ chi sắc sắc nghệ song tuyệt kỳ nữ tử. Một cô gái sắc nghệ song giáp như vậy trở thành vợ của người khác, cho dù tầm thường cả đời, giờ phút này trong lòng cũng khó nén hâm mộ và ghen tị với người may mắn tên là Vương Tiểu Minh kia. Đối với Trần Viên Viên, tầm thường cả đời ngưỡng mộ mà sùng kính, thậm chí không muốn khinh nhận. Nhưng đối với Vương Tiểu Minh cưới Trần Viên Viên đi, trong lòng bọn họ tự nhiên sinh ra vô số ý niệm. Ghen tị. Thậm chí là hận ý thật sâu, sát ý. La Đại Tường lúc trước, ta chưa bao giờ nghe nói qua tên nhân vật này trong giang hồ, hiện tại lại xuất hiện một Vương Tiểu Minh, cũng là người không hề có ấn tượng. Chẳng lẽ là người trong miếu thờ hoàng triều nào? Tuyệt đối không có khả năng, ta du lịch đông đảo hoàng triều đối với ta cửu châu đại lục thượng hoàng triều bên trong năng thần mảnh tướng nhất nhất hiểu rõ như lòng bàn tay căn bản cũng không có vương tiểu minh nhân vật này có thể cưới được một kỳ nữ sắc nghệ song giáp như trần viên viên làm vợ người này có lẽ cũng có chút bản lĩnh thủ đoạn hư theo ta thấy hắn bất quá chỉ là một chút có tiền tài con cháu nhà giàu mà thôi trùng hợp gặp trần viên viên lập tức vì hắn chuộc thân trần viên viên tâm địa thiện lương dưới cảm động mới gả cho hắn. Đáng hận. Người này may mắn như thế, vì sao ta chưa bao giờ có diễm phúc như thế? Diễm phúc. Hắc hắc, ta xem đây là diễm phúc gì, rõ ràng là một tai họa vô cớ. Nói cũng đúng, người này nếu cưới Trần Viên Viên làm vợ, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ hào kiệt mơ ước, nếu cả đời không có tiếng tâm gì còn tốt, nếu không phạm là lộ ra chút gió thổi cỏ lay, chỉ sợ khó trốn sát kiếp lập tức tra ra vương tiểu minh này đến tột cùng là ai hôm nay ta liền muốn tàn sát tiểu tử may mắn này cướp đi trần viên viên tiên nữ tuyệt thế sắc nghệ song tuyệt này nên là ta hưởng dụng mới đúng sao cho người khác mơ ước Dết bất luận kẻ nào có thể cung cấp tin tình báo cho vương tiểu minh thưởng ngàn dặm vàng hỏa tốc truy tra tung tích người này trong giang hồ nếu có người biết chuyện không báo dết. hoàng triều đại minh sở lưu hương mới uống một chén lớn, lúc này nhìn chầm chầm hình ảnh trên màn trời, sắc mặt vô cùng cứng nhắc. Hắn tự xưng là phong lưu phóng khoáng, tài tình từ đầu đến cuối đại minh. Nhưng hôm nay đầu tiên là liên tinh phong hoa tuyệt đại, hôm nay lại là trận viên viên sắc nghệ sông tuyệt giáp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, một cổ giày đặc bi sắc trong nháy mắt tràn vào trong lòng của hắn, cuối cùng hóa thành một mạc không cách nào hóa đi tự dễu cười khổ. Buồn cười, buồn cười quá sở lưu hương ngươi tự xưng là phong lưu cả đời, kết quả mới phát hiện, nguyên lai mình bất quá là cái kia ngồi vào quan thiên tiểu nhi, là cái kia đáng buồn đáng buồn ít ngồi đáy giếng. Ngươi cả đời này kết giao hồng nhan tri kỷ, cho dù gặp lại, lại như thế nào có thể chống đỡ này thần cấp thê tử bản thượng bất kỳ một vị kỳ nữ tử. Ngươi tự giác nhận thức khắp thiên hạ mỹ nhân, xem qua vô số tuyệt thế giai nhân, nhưng lại có vị nào, chống đỡ được cái này thần cấp thê tử bản thượng bất kỳ một vị kỳ nữ nào điểm ngồi vào quan thiên dạ lan tự đại hôm nay sở lưu hương ngươi mới biết mình mới là ếch ngồi đáy giếng trên mặt sở lưu hương không còn chút phong lưu nào chỉ còn lại một mảnh bi thương rất lâu sau hắn lại rót đầy một chén rượu lớn vương tiểu minh ha ha lại là một nam tử ta chưa từng nghe qua tục danh sao ly rượu này ta bất kính ngươi kính cho ếch ngồi đấy giếng đáng thương không cách nào nhìn hồng nhan chân chính khắp thế gian. Sở Lưu Hương Sở Lưu Hương vừa dứt lời, uống cạn rượu mạnh trong ly. Vương Triều Đại Tống Đảo Đào Hoa Một vị trung niên nam tử lưng đeo hai tay, yên lặng ngưng mắt nhìn hình ảnh trên bầu trời. Hắn, chính là một trong ngũ tuyệt tiếng tâm lừng lẫy của Vương Triều Đại Tống. Hoàng Dược Sư Chỉ là, giờ phút này hoàng dược sư kia mấy chục năm qua cổ kim không gợn trên gương mặt, đang nổi lên một mặt vô cùng tan thương cùng hâm mộ. Thế nhân chỉ nói hắn tính tình cổ quái, cả đời quái gỡ tiêu sái, một thân một mình. Nhưng lại có ai biết nội tâm của hắn, đồng dạng cũng vô cùng cô độc, lạc tịch. Sau khi ái thê mất, hắn hàng năm tế bái, trong lòng bóp cổ tay tiếc núi. Mà hôm nay, khi nhìn thấy trên màn trời, vương tiểu minh vung tiền như rác, cuối cùng ôm được mỹ nhân về trong lòng hắn tự nhiên vô cùng hâm mộ sắc nghệ sông tuyệt giáp thiên hạ ha ha hay cho vương tiểu minh cũng không biết rốt cuộc là người của hoàng triều nào lại may mắn như vậy bất quá bổn tọa mặc dù không tiếc xuống tay với ngươi chỉ sợ thiên hạ cái gọi là danh môn chính phái anh hùng hào kiệt sớm mơ ước đến đỏ mắt rồi nếu ngươi chết trong lần sát kiếp này thì thôi nếu đại nạn không chết bổn tọa ngược lại có thể dạy cho ngươi mấy môn phương pháp bảo vệ tính mạng đại tần hoàng triều doanh chính nhìn cái tên trên màn trời sắc mặt lại đột nhiên giãn ra vương tiểu minh lại một tiểu tử vô danh doanh chính trên mặt đã tràn đầy nghiền ngẫm có chút hăng hái thì thào lẩm bẩm thú vị thú vị không nghĩ tới trên đời này còn có nhiều như vậy liền trẫm đều chưa từng nghe đến kỳ nữ tử hết lần này tới lần khác trượng phu của các nàng dĩ nhiên đều là chút ít vô danh tiểu tử lời nói hạ xuống ánh mắt doanh chính lại trực tiếp rơi vào trên kim bản thiên đạo ánh mắt hơi ngưng tụ nếu như nói thiên đạo bản xếp hạng vừa mới hiện ra lúc hắn còn đối với vị kia liên tinh có chút động tâm như vậy hiện tại đối với vị tuyệt thế nữ tử trần viên viên xuất chúng này trong lòng hắn dĩ nhiên trầm tĩnh như nước tĩnh chỉ là thiên địa ý chí đột nhiên ngưng tụ thành kim bản bắt đầu kiểm kê thiên hạ thần cấp thê tử. Chuyện này vừa rồi làm cho vị thiên cổ nhất đế này cảm thấy kiên kỵ cùng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, cho dù lấy tâm tính doanh chính, cũng không khỏi sâu kín thở dài, cảm khái vạn phần. Cũng không biết thiên đạo ý chí hóa thành bản xếp hạng, đến tột cùng là dùng ý gì, đối với ngô đại tần mà nói, đến tột cùng là lợi hay hại đây. Trong tiểu viện, yêu nguyệt một mình ngồi trên xích đu, lúc này vẫn cau mày thanh tú, nhìn chầm chầm thần cấp thê tử bản đồng thời, trong lòng giống như đang suy tư cái gì. Tại thiên đạo bản xếp hạng kiểm kê mùi mùi liên tinh lúc, đạo kia cùng mùi mùi cùng nhau vào đồng phòng thân ảnh. Cô càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó. Và vừa rồi khi bản xếp hạng thiên đạo kiểm kê đến Trần Viên Viên, đạo vung tiền như rác kia, trước mặt mọi người chụp lại bóng lưng nam tử của Trần Viên Viên. Cô cũng cảm thấy có chút quen mắt. Vốn cô còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình nhưng sau khi suy tư mấy lần trong đầu cô luôn cảm thấy đây không phải là ảo giác của mình mà là bóng lưng kia mình thật sự quen mắt thậm chí quen biết người đàn ông kia yêu nguyệt nhíu chặt mày sắc mặt cũng càng thêm nghi hoặc nhưng khi yêu nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp trên vòm trời dị tượng đột nhiên phát sinh hình ảnh vặn vẹo một hồi lập tức xuất hiện một cảnh tượng mới khi nhìn thấy cảnh tượng mới xuất hiện, yêu nguyệt nháy mắt trừng mắt. Cái này. Lại muốn bắt đầu động phòng sao? Chương không chín. Nổi giận ngô tam quế cùng sắm vương. Thầy dết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Nổi giận ngô tam quế cùng sắm vương. Thầy dết. Kim quang lóe ra, tử vụ đông lai. Hình ảnh trên màn trời bắt đầu phát ra đồng thời một hàng chữ vàng xuất hiện ở dưới hình ảnh. Hình ảnh vào động phòng. Chúng sinh trong nháy mắt sôi trào. Trần Viên Viên đây là. Cũng vào động phòng rồi. Trong vương triều đại thanh. Trong một tòa đại phủ thăm viện. Trần Viên Viên đã theo khăn tay suốt một ngày, tay hơi mỏi. Sau khi tùy ý vung tay, Trần Viên Viên lúc này chuẩn bị đứng dậy, đi lại trong tiểu viện một phen. Cũng chính vào lúc này, Trần Viên Viên mới rốt cục thấy được thiên đạo bản xếp hạng hiển hóa trên vòng trời. Đây, đây là... Cái gì? Trần Viên Viên nhìn thấy tên mình treo cao trên bầu trời, nhất thời cũng có chút há hốc mồm. Nhưng còn không đợi nàng kịp phản ứng. Hình ảnh trong màn sáng đã bắt đầu phát ra. Trong hình ảnh, đúng là hiện ra một phòng cưới giăng đèn kết hoa. Một vị tuyệt thế kinh diễm nữ tử ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, vô cùng ngượng ngùng, mà lại giống như mơ hồ chờ mong cái gì. Khi nhìn đến đây, Trần Viên Viên rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đây không phải là cảnh tượng lúc trước mình cùng phu quân vào động phòng sao. Kết hợp với hàng chữ nhỏ dưới kim bản, Trần Viên Viên thông minh hơn người làm sao còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này trên vòng trời hình ảnh, đang chiếu chính mình cùng phu quân vào động phòng lúc cảnh tượng. Trong chốc lát, sắc mặt Trần Viên Viên đỏ bừng, đỏ đến tận cổ, hai má trong nháy mắt nóng lên. Thần cấp thê tử bản. Ta như thế nào lại không giải thích được tiếng vào loại này bản bên trong, còn bị người trong thiên hạ nhìn thấy. Hơn nữa ta vậy mà vẫn là thứ 19, hiện tại màn trời còn đang chiếu ta cùng phu quân vào động phòng. Trần viên viên dậm chân mạnh một cái, cả người nhất thời thẹn thùng không giống bộ dáng. Ngay sau đó, cô lại giống như nhớ tới cái gì, trên gương mặt thẹn thùng không hiểu lại nổi lên một chút ngọt ngào như cô gái nhỏ. Nếu mình đã leo lên thần cấp thê tử bản, hơn nữa bản xếp hạng hiện ra ở cả cửu châu đại lục. Vậy phu quân nhất định cũng có thể nhìn thấy chứ? Nếu là thần cấp thê tử bản, vậy không phải đại biểu chính mình nhất định rất hiền lành, ở trong thiên hạ thê tử đều có thể liệt vào top 20 sao? Nếu phu quân biết, hiện tại nhất định sẽ rất vui vẻ. Trong màn sáng thân hình trần viên viên thẹn thùng khẽ rung nương theo hình ảnh, nhất thời hiện ra trước mặt thế nhân. Trong phòng cưới dăng đèn kết hoa, hồng hồng hỏa hỏa, vô cùng vui mừng. Bên trong là gương đồng, bàn gỗ tử đàn, tủ gỗ kim tư, giường long phượng. Vô số đồ dùng trong nhà bố trí khéo léo, chỉnh thể lộ ra vô cùng phối hợp cùng ấm áp. Khi hình ảnh hiện ra trước mắt chúng sinh, hàng tỷ chúng sinh tầm thường trong nháy mắt liền hâm mộ ánh mắt ghen tị đến tím tái trong lòng càng hung tận mắng chữ người may mắn tên là vương tiểu minh kia hai người sắm vương và ngô tam quế đang quan sát hình ảnh trong mắt lập tức hiện đầy tơ máu vương tiểu minh này chẳng những cướp đi trần viên viên hơn nữa còn giống như đã cùng trần viên viên kết hôn vào đồng phòng gạo nấu thành cơm kim quan rực rỡ hình ảnh tiếp tục diễn biến cảnh tượng gần như giống hệt hai người la đại tường liên tin lúc trước nhất thời xảy ra cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh nam tử xuất hiện ở trong màn hình. Lập tức, vị nam tử này liền chậm rãi đi về phía Trần Viên Viên. Trần Viên Viên ngồi ngay ngắn ở bên giường, nương theo nam tử tới gần, cả người thân thể càng ngày càng căng thẳng. Cho dù là trên đầu có một khối khăn voan đỏ, đều căn bản không che giấu được nàng lúc này ngượng ngùng. Dưới thân thể tuyệt diệu kinh thế kia tản ra một cổ hấp dẫn cùng xúc động khiến người ta không cách nào cự tuyệt vô số người lúc này không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trên mặt đều là hâm mộ cùng ghen tị, một đôi con ngươi đều hơi xanh biếc. Tuyệt thế giai nhân như thế, thật sự đã thành hôn với Vương Tiểu Minh, hơn nữa còn động phòng sao. Trong hình chiếu, nàng quá mức khẩn trương, lúc này nghe tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, rốt cục mở miệng. Tối nay, mời phu quân. Dưới thanh âm quyển chuyển mờ ảo này, lúc này lại cất dấu ông nhu khó có thể nói thành lời nam tử từ đầu đến cuối đưa lưng về phía chúng sinh trong thiên hạ, trong nháy mắt cả người rung lên. Hắn giống như rốt cục không cách nào nhẫn nại, trực tiếp đem trận viên viên nhào vào trong giường. Cùng lúc đó, hình ảnh dừng lại. Màn sáng lập tức hiện ra một ít phụ đề, bắt đầu vì chúng sinh giải thích ngừng chiếu hình ảnh. Xuân Quang chợt hiện, vui vẻ vô cùng. Đêm nay, cho đến khi mặt trời mọc mới dừng. Nương theo phụ đề xuất hiện, hình ảnh im bạc cũng bắt đầu từ từ vỡ vụn ra chỉ là lúc này xem xong hình ảnh tất cả mọi người căn bản không cách nào tỉnh táo lại vậy mà thật sự thành hôn nữ tử sắc nghệ sông tuyệt như vậy lại trở thành nam tử khác trần viên viên sắc nghệ sông tuyệt giáp thiên hạ thật sự là tìm khắp thiên hạ đều khó tìm được tuyệt thế thê tử chưa từng nghĩ cuối cùng dĩ nhiên gả cho một tầm thường vô vị yên lặng vô danh bọn chuột nhắc nếu ta lúc trước có thể sớm một bước tới lê viên kia chớ nói vung tiền như rác chính là tan hết gia tài thì như thế nào mau tìm cho ta có tin tức của vương tiểu minh thưởng ngàn lượng bạc có chỗ ẩn thân của vương tiểu minh thưởng ngàn lượng vàng chém đầu vương tiểu minh ta liền đem hàng tỷ tài sản đều xuất phát từ ngươi tên vương tiểu minh chó má này rốt cuộc đã làm gì trần viên viên từng đạo thanh âm hoặc hâm mộ hoặc ghen tị hoặc phẫn nộ, hoặc tràn ngập sát ý, lập tức vang lên trong vô số hoàng triều ở cửu châu đại lục. Vương triều đại thanh Nơi nào đó trong núi non trùng điệp. Sấm vương thần sắc đã băng hàng tới cực điểm, cả người tràn ngập một cổ sát khí khủng bố khiến đông đảo tướng sĩ giết người như ngóe, đều lâm vào tim đập nhanh. Cho dù là tướng lĩnh ngày xưa được sấm vương ưu ái nhất, lúc này đều vạn phần nhu thuận, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở xa xa, không dám quấy rầy sắm vương lúc này vương tiểu minh người này rốt cuộc là ai sắm vương thanh âm cũng không lớn lại không hiểu rất là khàn khàn ẩn ẩn mang theo một cổ khủng bố sát khí tùy thời có thể bộc phát một đám tướng sĩ hai mặt nhìn nhau cuối cùng lại không ai mở miệng trả lời sắm vương cũng không biết sao tên tiểu tặc này đã trộm đi trần viên viên của bổn vương các ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không biết Sấm vương đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt đỏ tươi nháy mắt đảo qua mọi người. Đâm. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một đạo hàng quan hiện lên. Tiếp theo liền truyền ra một trận rầm rầm thanh âm. Đó là tiếng va chạm nặng nề của vô số đầu lâu rơi xuống mặt đất. Máu tươi tùy ý phun trào, bắn đến vô số tướng sĩ trên mặt. Thẳng đến lúc này, hơn 10 cổ thi thể không đầu lúc này mới theo ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, cho dù là những này giết người như ngoé, tại núi thi biển máu bên trong lăng qua vài lần các tướng sĩ đều bắt đầu run rẩy lên, phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Mà thanh âm khàn khàn trầm thấp của sấm vương cũng lần nữa truyền ra. Các ngươi, lập tức đi tới tất cả địa phương của vương triều đại thanh. Cho dù là tìm khắp đại thanh vương triều mỗi một góc, đều phải đem trần viên viên, còn có cái kia tiểu tạc vương tiểu minh cho ta tìm được. Nếu tìm không thấy tiểu tạc kia, các ngươi liền tự mình kết thúc đi, nếu không rơi vào trong tay bổn vương, nhất định phải dạy các ngươi muốn chết không được. Trong bình Tây Vương phủ. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Ngô Tam quế sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, lúc này không thể chịu đựng nổi giận trong lòng, gào thét mở miệng mắng. Trao. Phía dưới vô số binh giáp tướng sĩ tâm thần rung lên, làm sao còn dám ở đây dừng lại một lát, vội vàng giống như chạy trốn chạy ra chính đường bên trong ở bên ngoài tiểu viện bên trong chờ. Trong phòng lớn như vậy, nhất thời chỉ còn lại một mình Ngô Tam Quế. Mà Ngô Tam Quế nhìn hình ảnh im bạc trên bầu trời, tức giận trên mặt đã tiếp cận thực chất, vô cùng dữ tận khủng bố. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng mình sớm đã định thê tử Vương Phi, lại bị một cái vô danh tiểu bối cho cướp đi. Hắn càng không ngờ, Trần Viên Viên cũng vừa gặp đã yêu người nọ. Thậm chí hai người đã viên phòng, làm qua chuyện như vậy. Vương nghĩ tới vừa rồi trong hình ảnh trần viên viên nói câu kia tối nay mời phu quân ngô tam quế chẳng những cảm thấy phẫn nộ còn có một loại sĩ nhục thật sâu Vương nghĩ đến người phụ nữ mình hâm mộ đã lâu thậm chí còn không tiếc trở mặt với sấm vương đã từng có vợ chồng với vương tiểu minh ngô tam quế giống như vạn trùng phệ tâm thống khổ vạn phần vương tiểu minh người này đến tột cùng là ai nếu để bản vương bắt được nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoan bất quá hắn đến cùng cũng là hạng kiêu hùng cho dù lúc này lửa giận dâng lên dĩ nhiên để cho hắn cơ hồ nổi điên nhưng cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng lập tức hắn liền gầm lên truyền bản vương lệnh đại quân lập tức đóng quân tại chỗ chờ bản vương ra lệnh một khi có tin tức của vương tiểu minh lập tức bao vây tiêu diệt tên này không cho hắn chạy thoát tất cả cao thủ bình Tây Vương phủ dốc toàn lực xuất động, một khi tìm được Vương Tiểu Minh, không được giết chết. Bắt sống mang về Vương phủ. Bổn Vương phải dùng hết hình phạt, thưởng cho hắn một phen. Hơn nữa, đem tin tức truyền khắp Đại Thanh Vương Triều Giang Hồ Miếu Đường. Có tin tức của Vương Tiểu Minh, một khi điều tra, thưởng 10 vạn lượng bạc trắng. Có địa chỉ chính xác của Vương Tiểu Minh, một khi điều tra, thưởng 10 vạn lượng vàng chém vương tiểu minh thủ cấp mang về trần viên viên người bản vương tự mình đi đại thanh triều đường vì hắn đòi một phiên vương vị trí bất cứ ai biết chuyện không báo đồ quan thuộc tông môn giáo phái cũng tru tam tộc